Các bạn thân mến, hôm trước chúng ta đã làm xong cái phần update sản phẩm. Thì cái phần này hôm nay thì tôi sẽ làm tiếp cái phần xóa sản phẩm. Thì trong khi xóa sản phẩm ở đây chẳng hạn như là sản phẩm về rau. Phần về rau. Thì đây là phần rau nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ làm một cái phần rau chi tiết bao gồm các hình ảnh khác nữa. Thế trong cái phần rau này thì ta sẽ làm cái mục về xóa sản phẩm. Tức là nhấp vào đây thì nó sẽ xóa đi những sản phẩm mà chúng ta đã hết hàng. Đấy. Để chúng ta lựa chọn hết hàng thì chúng ta sẽ nhấp vào đây để chúng ta xóa nhá. Thế còn cái phần số thứ tự này không quan trọng, tí ta làm một vòng for để cho nó có thể đánh số thứ tự cho các bạn. Thì để làm được cái việc này thì chúng ta lại vào trở về cái phần mục gọi là upload sản phẩm. Thì trong đây chúng ta mới làm cái nút là chúng ta sửa. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái nút xóa. Để làm nút xóa như thế thì chúng ta sẽ thay cái nút button này bằng một nút bằng một link. Chúng ta gọi là link A. Đấy. Thì khi ta thay đổi link A thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuộc tính là đường link về đây, thì chúng ta sẽ chọn là xóa đi sản phẩm. Đấy, chúng ta xây dựng như thế để chúng ta cho nó trở về xóa sản phẩm. Ở đây chúng ta có thẻ y, thẻ làm nghiêng chữ, thì chúng ta sẽ đặt trước cái thẻ link này một cái href, thì chúng ta cũng làm giống ở trên bằng này bay url. Chúng ta làm bay user nhé. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ làm một cái trở về một phương thức. Chúng ta cứ làm tên của nó đã. Sau đó chúng ta sẽ làm bên kia sau, bên controller sau. Chúng ta sẽ chọn là vào đây là xóa sản phẩm. Sản phẩm đó được chỉ dựa đích danh bởi cái gì? Chính là bằng bởi cái product ID category. Ở đây chúng ta phải truyền 25 số. Thứ nhất là chúng ta sẽ cho một cái là product. Đó. Rồi chúng ta cho ID kết rồi, sau đó chúng ta chấm một phát, chúng ta phải trên một cái để làm một cái đường dẫn trên trên cái thanh browser của chúng ta, tức là URL của chúng ta, thì chúng ta tiếp tục ở đây là chúng ta tiếp tục làm một cái nữa là chỉ ra item code. Chúng ta ghi là item code như trên, item code đánh cạnh ngang code. Đấy. Sau đó thì chúng ta cho dấu hỏi và kết thúc bằng dấu lớn hơn. Thì ở đây phần của nó sẽ cho chúng ta như ở trên là xóa sản phẩm. Nhập rồi, bây giờ chúng ta sẽ xóa sửa. Sửa rồi thì và bây giờ chúng ta sẽ xem cái router của chúng ta. Đi
duy sản phẩm sự. Đúng lợi của chúng ta là nhập sản phẩm. Và bây giờ chúng ta quay về tập process. Nào. Đó. Rồi chúng ta ghi ở cái chỗ này là xóa. Ta đánh tiếng Việt ở đây để kiểm tra lại xem. Đây nha, tiếng Việt ở đây. Chúng ta cho ở đây là xóa. Bây giờ chúng ta chạy lại xem nó ra đúng không nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ấn vào đây. Thì nút này chính là nút xóa. Khi ta nhấp vào đây thì nó sẽ lên trên này, xóa sản phẩm. Đấy. Các bạn chú ý nhá. Thì bây giờ khi ta nhấp lên thì nó sẽ báo là không thấy file hay không thấy tập tên để nó gọi ra. Thì chúng ta sẽ vào chỗ phần router để chúng ta chuyển nó. Đấy. Ok, ngon rồi, đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ là để xóa sản phẩm này. Để xóa sản phẩm này thì chúng ta phải có một cái controller trong đây. Chúng ta ghi vào trong này là public function xóa sản phẩm. Đây là cái nhiệm vụ của nó để nó có thể đi làm xóa sản phẩm cho các bạn. Thì xóa sản phẩm của chúng ta bao gồm là có hai tham số 20 và rau. Chúng ta có hai tham số 20 và rau. Chúng ta xem lại ở đây xem số thứ tự của nó kết coi là ở mục 20. Đấy. Rau thì item code đây rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết mã cho nó. Chúng ta viết mã cho nó nhé, các bạn chú ý. Thế thì để lôi được cái việc đó ra thì trước tiên là các bạn phải lấy hai cái URL xuống, hai cái tham số trong URL. Thứ nhất là tôi ghi là mã category. Bằng this, các bạn tiếp tục chờ đến request, các bạn tiếp tục là URI. Cái này nó làm gì? Nó sẽ nhận cái tham số đầu tiên của các bạn là get statement. Ở đây chúng ta sẽ nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy là ta đếm này 1, 2 và 3, có 3 tham số. Tham số 2 là tham số về category tính từ public trở đi, tính từ public trở đi. Và chúng ta sẽ cho đây là 2. Đó. Thứ hai là chúng ta truyền tham số tiếp theo là mã hàng bằng zip zip URI và chúng ta get statement tham số 3. Ta được hai cái này rồi thì ta sẽ gọi bây giờ ta sẽ gọi cái model ra để nó lấy hai cái mã này, nó tìm kiếm trong trong bảng cơ sở dữ liệu. Với cái sản phẩm có hai mã là category là loại rau và mã hàng là số bao nhiêu là ký tự. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong model của chúng ta
mô đồ chúng ta sẽ có hàm, các hàm như sau. Hàm xóa đây. Đó. Hàm xóa này thì chúng ta mới chỉ có là một cái biến thôi. Đấy, chúng ta sẽ cho thêm một tham biến nữa. Đó là ID category. Phải. Thì ở đây của chúng ta là item code, vậy chúng ta phải thêm một cái mảng nữa, là xóa thêm một cái nữa. Các bạn chỉ cần thêm là ID category. Đấy, và các bạn sẽ bằng luôn trỏ vào trong ID category và các bạn phẩy ở đây thì nó sẽ xóa cho ta cái phần từ có bảng ở đây. Đó. Các bạn chú ý nha, nó sẽ lấy ra đây. Rồi, ngon rồi. Thì đầu tiên ở đây tôi làm chi tiết nhé, các bạn thấy nó khi nó xóa này thì trong cái controller của chúng ta vào trong product controller thì đầu tiên là chúng ta sẽ tìm kiếm để lấy ra cái hàng đấy, sau đó ta xóa ảnh trước. Xóa ảnh xong rồi chúng ta mới xóa được cái cả cái bảng. Không, nếu mà ta chỉ xóa mỗi cơ sở dữ liệu thôi, tức là ta xóa ở đây, các bạn xóa image name thì nó mất ở trên bảng, nhưng ở trong thư mục, ở trong thư mục trong phần sản phẩm, hai cái ảnh này sẽ tồn tại. Đấy, hai cái ảnh này sẽ tồn tại, không được xóa. Các bạn hiểu ý tôi chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ lấy nhá. Tôi sẽ lấy thứ nhất là tôi sẽ lấy mảng. Tôi ghi giữ, tôi ghi là data ảnh. Các bạn đặt tên cũng được, data ảnh nhá. Data ảnh này. Các bạn sẽ bằng zip. Tiếp theo là con trỏ point product pointer. Đó. Và gọi ra cái hàm có tên là get. Đây. Trong này có hai cái là cái query trước. Mã cái query phải mã hàm. Thì khi chúng ta gọi cái lớp pointer này ra, gọi cái thể hiện, cái instance của nó ra, thì chúng ta thấy là nó đi tìm kiếm chúng ta trong cái mã này. Đó. Các bạn chú ý nhé, nó sẽ tìm kiếm nó này. Thì lúc này chúng ta sẽ được cái một cái mảng làm phần từ đó. Vậy thì chúng ta sẽ xóa trước. Xóa mỗi ảnh thôi nhé, các bạn chú ý cho tôi là chúng ta ghét lấy nó ra và chúng ta xóa ảnh trước. Tôi làm hai nhiệm vụ, nhiệm vụ thứ nhất là xóa ảnh. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Ta for if data ảnh add, gán cho nó một bí danh là tên ảnh. Tên này trong vòng for thì chúng ta, các bạn cứ viết một cách tường minh để cho đỡ nhầm. Đấy, sau đó các bạn bóp sang bên này, vì đây là tôi nói kỹ cho nên là cái máy tính nó cũng hơi chậm, tôi cũng gõ chậm luôn. Thì chúng ta sẽ làm một cái là an ninh. An linh nhé, an linh là lệnh xóa hình ảnh trong thư mục. Thì chúng ta sẽ chọn an linh. Tiếp theo bay URL. Bay URL nhé.
Rồi, PURL của cái gì? Của cái tên ảnh. Đấy, chúng ta ghi là tên ảnh. Chấm image name. Đây các bạn nhìn thấy không? Ta xóa cái này trước. Đấy. Thì nó lập tức nó xóa mỗi cái ảnh mà nó không xóa ở trong cơ sở dữ liệu. Thì trong cơ sở dữ liệu chúng ta nó chỉ xóa sau cái lệnh sau. Lệnh mà chúng ta sử dụng để xóa nó. Được rồi. Và bây giờ chúng ta xong khi xóa ảnh vật lý xong thì chúng ta sẽ xóa như này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi nhá, gọi zip. Pointer. Đó. Chúng ta ghi là delete. Ờ, tên của nó là xóa này. Rồi ta lại mở lại đây. Ta mở lại cái phần module. Module của chúng ta là delete này. Đó, delete by product by ID. Rồi ok. Rồi chúng ta truyền hai dòng số vào. Mã kết body, tiếp tục mã hàng, rồi sau khi xóa xong rồi, sau khi các bạn xóa xong rồi nhé, thì các bạn lại trả về nó cái sản phẩm đó, đây, ta copy chỗ này vào. Đây các bạn nhìn thấy là cái path này, ta cho cái path này là path. Các bạn chỉ cần bằng URL thôi, bằng đây. Đó. Đó, chúng ta nối đường dẫn vào như thế để nó redirect, nó lại trở về cái trang kia. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần là router để dẫn đường. Đến đây là chúng ta đã làm xong cái phần thủ tục xóa. Chúng ta làm thủ tục xóa. Các bạn chú ý nhá, có hai bước. Bước thứ nhất là để ta xóa ảnh vật lý. Muốn xóa ảnh vật lý thì chúng ta phải tìm tên của ảnh đúng với tương ứng với phần trong cơ sở dữ liệu. Sau đó chúng ta ăn link PURL cái này đi. Phần tiếp theo chúng ta vào trong router. Chúng ta cho mục xóa sản phẩm. Đó. Rồi. Chúng ta đặt tên xóa sản phẩm. Cái xóa sản phẩm này y xì như là ở trong cái view mà chúng ta vừa xem đấy. Đó, chúng ta vừa xem y xì trong view. Đây, trong chỗ này. À, trong cái chỗ phần này. Phần mà chúng ta vừa làm vừa xóa. Ô đó. Ô đó. Đây. Xóa sản phẩm. Xóa sản phẩm nhé. Đây. Các bạn chú ý nhé. Đường link này nó sẽ trỏ đến cái router. Router sẽ dẫn đường đến controller. Controller thì gọi module xóa ra. Đấy, nhiệm vụ chúng ta như thế. Thì trong controller của chúng ta là nó làm cái việc là xóa ảnh trước và xóa cả cái bảng ghi đó đi, hay là xóa cả một cái trường đó.
hay một cái record của nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào đây chúng ta lập thiết lập cho nó xóa sản phẩm này. Xong các bạn tiếp theo là tiếp theo là tham số đầu tiên. Tham số nhé. Nào các bạn chú ý cho tôi, các bạn ghi chữ any. Đó. Any nhá. Rồi tiếp tục nữa, chúng ta một any nữa vì hai tham số. Đó. Hai cái any. Các bạn chú ý là hai any nhá. Rồi chúng ta đóng ngoặc lại. Sau đó chúng ta sẽ phẩy. Đó. Phẩy bây giờ nó sẽ đến là to home. À, đến một cái. To đến đâu? Chúng ta chú ý nha. À, bây giờ xóa sản phẩm này tôi sẽ cho vào phần Product Controller. Đăng sản phẩm Product Controller. Tôi copy xì từ bên này sang cái đoạn này. Bạn đến chỗ này. Đó. Vì đây là đang thuộc về controller trong product. Controller là cái điều khiển. Đấy, mà tôi đã nói từ bài trước. Bây giờ tên của nó, chúng ta chú ý này, đăng sản phẩm này, product controller này, và cuối cùng là xóa sản phẩm. Đấy, cuối cùng là xóa sản phẩm. Vậy thì router chúng ta phải viết đúng như thế, hai chấm thành 4 chấm xóa sản phẩm. Xóa sản phẩm. Bước tiếp theo là tham số đầu tiên. Đô la 1 giống như là trong cái HTA asset của các bạn ấy, nếu mà chúng ta viết một cái code PHP thuần ấy thì nó phải sử dụng các tham số để nó lái cái đường dẫn ra. Nó sử dụng là cái biểu thức chính quy để nó tìm kiếm ra. Nhưng ở trong cái framework này thì họ làm sẵn cho chúng ta. Chúng ta không cần phải viết nhiều cái câu lệnh đô la 2, viết nhiều cái câu lệnh mà nó phức tạp. Đó. Và đến đây rồi, chắc các bạn nào mình làm nhiều thì các bạn biết cái HTA asset ấy, nó giúp cho chúng ta điều khiển định hướng cái đường dẫn mà không bị lộn xộn khi mà chúng ta làm với PHP thuần. Nếu mà chúng ta làm PHP thuần mà chúng ta không làm tốt khéo thì nó sẽ lập tức sẽ bị thay đổi. Cái router này EC router ở bên trong Laravel. Ở trong Laravel thì chúng ta cũng sử dụng như là ví dụ như là chúng ta có middleware để nhóm nhiều cái router lại với nhau. Thì trong framework này cũng có nhóm nhiều loại với nhau cũng giống như thế. Nhưng do tôi quen và tôi cũng không cần thiết phải làm nhiều cái middleware. Tôi làm được cái nào tôi làm chắc luôn cái đấy luôn. Nó chỉ có một tên router duy nhất. Chính vì vậy thì chúng ta tránh cái việc là nhầm lẫn. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ bật cái này lên. Chúng ta thử nhé. Rồi bây giờ tôi xóa cái rau đầu tiên, rau 034 này tôi xóa. Đấy, thì nó bảo là chưa đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại. Đấy, chúng ta xem nào. Cái này thì đến đây rồi. Xóa sản phẩm. ID kết query đây không có thì chúng ta ghi là mã ID kết query. Rồi thì nó không báo lỗi nữa thì bây giờ chúng ta thử xem lại. Đấy. Nó vẫn báo lỗi đúng không? Chúng ta xem ở trong này đã hết chưa? Trong này chưa hết.
vậy thì nó chưa thực hiện cái lệnh xóa. Chúng ta sẽ thử kiểm tra lại một cái nữa nhé. Tôi sẽ gọi cái lệnh ra đây, ta kiểm tra là echo. Xóa sản phẩm. Đấy, tôi kiểm tra thôi. Sau đó thì các bạn đóng cái này lại, đóng cái này lại. Đến đây. Đóng tất cả lại để xem nó có hiện ra. Đây, ta thử nhá, ta thử để nó chạy được đúng không? Xóa sản phẩm. À, ra rồi. Tức là đã nhận cái phương thức đó rồi. Đấy, bước tiếp theo là lỗi ở bên trong này. Tôi tìm cái hàm an ninh đã. An ninh để tôi xem trong đây đến khi nó xóa chỗ này ăn tinh à. Ghi sản phẩm sửa sản phẩm à, các bạn đợi tôi một tí nha. Tôi tìm cú pháp với lệnh đó vì tôi cứ lâu lâu trong lại mới ngồi làm. À, chúng ta chỉ cần thế này thôi, không cần cái bay rồi đầu kia rồi. Ok, bây giờ chúng ta sang đây, chúng ta chỉ cần ăn linh thôi. Chúng ta kiểm tra thêm lệnh như thế, chúng ta bỏ cái URL này đi. Đến đây nhá. Ok, bây giờ ta đã làm xong những phần này rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ click cái này đi. Bây giờ chúng ta lên đây làm lại một lần nữa. Chúng ta kiểm tra như thế thì chúng ta mới thấy được là nó đây. Bây giờ chúng có hai sản phẩm nữa, tôi ấn nút xóa này. Xóa chưa xóa đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta quay về chỗ đây nha, xem là sản phẩm của chúng ta được xóa chưa. Chúng ta sẽ vào ăn lên xem tìm chỗ này đúng chưa nhá. Chúng ta cho ba đăng vào đây. Data ảnh. Hôm nay tôi thử sử dụng hàm DD xem sao.
cách ăn. Xóa rồi. Xóa rồi các bạn ạ. Tức là chúng ta đã làm đúng. Chúng ta đã làm đúng. Vậy chúng ta lại xem lại trên nhé. Vì cái máy là đời nó có ba chạy thấp thấp, bình thường nó không có phải cái trình ghi như thế này, ghi màn hình lại cho các bạn thì nó chạy rất nhanh. Và rõ ràng các web mà chạy bằng cúp inline thì tăng tốc độ rất là cao. Chúng ta đã làm xong rồi là cái thủ tục này. Các bạn chú ý cho tôi là cái hàm an ninh này, nó nhiệm vụ là xóa trong vật lý, tức là xóa ảnh thật ở trong này, trong thư mục mà chúng ta đăng lên trang web. Đầu tiên là tôi tìm cái bước là tìm cái hình ảnh để xóa ảnh trước, sau đó thì tôi mới sử dụng hàm xóa trong cơ sở dữ liệu. Đấy, bây giờ chúng ta di phép lại này thì nó chỉ còn một cái thôi, tức là một hàng thôi. Đấy các bạn đấy nhá. Thế thì cái bài xóa này tôi đã thành công và dạy các bạn một cách thành công. Các bạn chú ý cho tôi là trong view ta sử dụng link để lên router gọi controller gọi model ra để xóa, và cuối cùng là tôi lại trở về cái trang nhập đó để các bạn thấy kết quả luôn. Đó, các bạn thấy kết quả luôn. Các bạn chú ý đây là một bài học rất quan trọng cho các bạn là sử dụng PHP và sử dụng lớp. Và tôi cũng nói luôn một cái nữa để các bạn chú ý như này. Sau khi mà các bạn xóa rồi thì các bạn sử dụng cho tôi một hàm hủy pointer. Các bạn làm cho tôi cái này zip pointer, các bạn cho bằng null để nó khỏi chiếm bộ nhớ. Vì khi chúng ta đăng nhiều ấy mà chúng ta không sử dụng cái pointer này bằng null thì lập tức là trang web của bạn đến mức đó bộ nhớ sẽ đầy trên máy chủ, nó sẽ chạy rất chậm, nên các bạn phải xóa nó luôn. Đấy là cái con trỏ, nó sẽ làm cho cái hàm đó bị rộng. Đấy, các bạn chú ý nhé, đấy là một cái rất là quan trọng cho các bạn để các bạn xóa nó. Thì tôi vừa dạy xong cái bài xóa sản phẩm, chúc các bạn là thành công trong cuộc sống, chúc các bạn làm thật tốt. Đấy, tên biến chúng ta viết thật chuẩn mà thì nó sẽ không bị lỗi. Tôi xin dừng video tại đây, và video lần sau thì chúng ta sẽ làm cái phần là shortcut, chúng ta sẽ cho người thêm vào giỏ hàng vân vân. Vì chúng ta làm đến đây là được nửa một trang web rồi, còn một nửa còn lại nữa là chúng ta làm về phần section cho khách hàng, tức là chúng ta báo cho là trang web là những ai đăng nhập, sau đó thì người ta sẽ chọn và sau đó chúng ta sẽ làm cái hóa đơn thanh toán. Phần này tôi xin kết thúc tại đây. Chúc các bạn thành công.